Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 14, đọc, cỏ non cười rồi. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 57. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, chúng mình cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Các em hãy cùng nhau quan sát bức tranh và cho cô giáo biết các tấm biển báo dưới đây nhắc nhở chúng ta điều gì. Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy quan sát lần lượt. Trong bức tranh, chúng mình nhìn thấy có những biển báo nào? Biển báo đó muốn nói điều gì? Và từ đó chúng ta sẽ rút ra được kết luận xem các biển báo muốn nhắc nhở chúng ta một điều gì nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau quan sát nhé. Ở đây tấm biển có ghi không vứt rác bừa bãi. Tấm biển này muốn nhắc nhở chúng ta khi đi đến công viên chơi. Chúng ta thấy ở công viên là một nơi có rất nhiều cây, hoa và cảnh rất là đẹp. Chúng ta không nên vứt rác bừa bãi ra ngoài công viên, sẽ làm cho cảnh quan môi trường không đẹp nữa đấy. Và biển báo thứ hai chúng mình nhìn thấy đó là không dẫm chân lên cỏ. Các em ạ, ở một số công viên thì ở dưới gốc cây người ta thường trồng cỏ. Loại cỏ làm cho mặt của đất xanh, tươi và đẹp hơn, cho môi trường chúng ta thêm xanh và có không khí thoáng mát đấy. Do đó, cỏ cũng là một loại cây có ích khi chúng ta trồng và chăm sóc đấy các em. Biển tiếp theo đó là không hái hoa. Biển này muốn nhắc nhở chúng ta rằng hoa là chúng ta dùng để ngắm cho đẹp, chứ chúng ta nếu ngắt bông hoa đi thì một vài hôm bông hoa sẽ bị héo và sẽ phải vứt đi. Do đó chúng ta thấy hoa ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng không nên hái hoa. Chúng ta để cho hoa ở trên cây, cho hoa khoe sắc, chúng ta cùng ngắm vẻ đẹp của những bông hoa nhé. Như vậy, qua các tấm biển báo dưới đây đã nhắc chúng ta điều gì? À, các em ạ, tất cả các biển báo ở trong bức tranh này đều muốn nhắc nhở chúng ta một điều chung là chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta để giúp môi trường chúng ta luôn xanh sạch đẹp đấy. Bây giờ chúng mình cùng nhau quan sát bức tranh tiếp theo. Cho cô biết, trong tranh chúng mình nhìn thấy hình ảnh gì? Trong bức tranh, chúng mình quan sát thấy hình ảnh hai bạn học sinh đang đuổi nhau và dẫm chân lên đám cỏ tươi non, xanh. Và ở đây, dưới chân các bạn là hình ảnh những cây cỏ mặt đang buồn rầu và nhăn nhó vì bị các bạn dẫm lên đấy. Vậy, chúng mình cần làm gì để cho cây cỏ luôn tươi vui và nhoẻn miệng cười? Bài đọc ngày hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu rằng làm sao cỏ non lại cười được nhé. Qua bài đọc bài 14, cỏ non cười rồi. Bây giờ chúng mình cùng nhau đến đọc văn bản nào. Các em nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Cỏ non cười rồi, mùa xuân đã đến. Cỏ trong công viên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Từng đàn én từ phương Nam trở về. Trẻ em chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Một hôm, chị én nâu đang sửa soạn đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Lần theo tiếng khóc, én nâu tìm đến công viên nhỏ. Thấy một cây cỏ non đang khóc, én nâu hỏi: "Em bị ốm à?" Cỏ non khóc nấc lên.
Chị ơi, em không đứng thẳng được nữa. Các bạn nhỏ đã đến đây chơi đùa và giẫm lên em. Yến Nâu lặng đi một phút rồi bỗng reo lên. Đừng khóc nữa, chị sẽ giúp em. Thế rồi, Yến Nâu gọi thêm rất nhiều bạn của mình. Suốt đêm, cả đàn én ra sức đi tìm cỏ khô, tết thành dòng chữ, không dẫm chân lên cỏ, đặt bên cạnh bãi cỏ. Xong việc, Én Nâu tươi cười bảo cỏ non: từ nay em yên tâm rồi, không còn ai dẫm lên em nữa đâu. Cỏ non nhoẻn miệng cười và cảm ơn chị Én Nâu. Bài văn này theo 365 chuyện kể hàng đêm. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài. Bài đọc này các em cần lưu ý khi đọc, chúng mình đọc toàn bài với giọng nhẹ nhàng và chúng ta lưu ý nghỉ hơi lâu sau mỗi dấu chấm của đoạn. Để chúng mình có thể luyện đọc tốt bài này, chúng mình cần luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc tiếng từ khó nhé. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Sửa soạn. Cả hai tiếng này khi đọc các em cần lưu ý phát âm sờ. Các em nghe cô đọc lại nhé. Sửa soạn. Cô mời các em luyện đọc lại nào. Nấc lên. Khi đọc từ này, các em lưu ý tiếng nấc chúng ta phát âm là n, còn tiếng lên chúng ta phát âm là n l. Nghe cô đọc lại nhé. Nấc lên. Cô mời các em luyện đọc nào. Ra sức. Trong từ này các em lưu ý tiếng ra chúng ta phát âm là r, tiếng sức chúng ta phát âm là s. Ra sức. Cô mời các em luyện đọc lại nhé. Nhoẻn miệng cười. Khi đọc các em lưu ý tiếng nhoẻn. Nghe cô đọc lại nhé. Nhoẻn miệng cười. Cô mời các em đọc lại nào. Chúng mình cùng nhau nghe cô đọc lại các từ này nhé. Sửa soạn. Nấc lên. Ra sức. Nhoẻn miệng cười. Cô mời các em đọc lại các từ này. Như vậy chúng mình đã luyện đọc được một số tiếng từ khó. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghĩa của từ nhé. Trong bài có từ thút thít. Các em hiểu thút thít ở đây có nghĩa là nói đến tiếng khóc. Tiếng khóc này nhỏ và bị ngắt quãng, vừa khóc vừa ngắt quãng cho nên được gọi là thút thít đấy. Từ thút thít là từ nói đến tiếng khóc của cỏ non trong bài đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần tiếp theo nhé. Chúng mình cùng nhau chia đoạn và luyện đọc đoạn nào. Cho cô biết bài đọc này gồm có mấy đoạn? Đáp án của cô như sau. Bài đọc này chúng mình có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 là từ đầu cho đến ấm áp. Đoạn 2 từ một hôm cho đến chị sẽ giúp em. Và đoạn 3 là phần còn lại. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn một nhé. Nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Khi đọc đoạn 1, chúng mình đọc cả tên đề bài. Cỏ non cười rồi. Mùa xuân đã đến. Cỏ trong công viên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Từng đàn én từ phương Nam trở về.
Trẻ em chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Trong đoạn 1, các em cần lưu ý từ giấc. Giấc ở đây chúng ta phát âm là G và tiếng dưới. Dưới là chúng ta phát âm là giờ. Và từ trở về, tiếng trở chúng ta phát âm là trở. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại đoạn 1 nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 2 nào. Các em nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Một hôm, chị én nâu đang sửa soạn đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Lần theo tiếng khóc, én nâu tìm đến công viên nhỏ. Thấy một cây cỏ non đang khóc, én nâu hỏi: "Em bị ốm à?" Cỏ non khóc nấc lên: "Chị ơi, em không đứng thẳng được nữa. Các bạn nhỏ đã đến đây chơi đùa và dẫm lên em." Én nâu lặng đi một phút rồi bỗng reo lên: "Đừng khóc nữa, chị sẽ giúp em." Ở trong đoạn 2, các em cần lưu ý một số lời thoại của én nâu và của cỏ non. Chúng mình cần đọc với giọng khác nhé. Giọng của én nâu thì là một câu hỏi, chúng ta cần phải nên giọng. Ví dụ: "Em bị ốm à?" Đây là một câu hỏi. Còn giọng của cỏ non thì khi kể với chị én nâu thì có vẻ nhẹ nhàng. Còn lời của én nâu khi nói reo lên vui mừng thì chúng ta đọc với giọng vui mừng. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại đoạn 2 nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 3 nào. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Thế rồi, én nâu gọi thêm rất nhiều bạn của mình. Suốt đêm, cả đàn én ra sức đi tìm cỏ khô, tết thành dòng chữ: "Không dẫm chân lên cỏ", đặt bên cạnh bãi cỏ. Xong việc, én nâu tươi cười bảo cỏ non: "Từ nay, em yên tâm rồi, không còn ai dẫm lên em nữa đâu." Cỏ non nhoẻn miệng cười và cảm ơn chị én nâu. Theo 365 chuyện kể hàng đêm. Ở đoạn 3, các em cần lưu ý, chúng mình đọc lưu ý lời của cỏ non, lời của chị én nâu nói với cỏ non khi rất là vui vẻ và phấn khích. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại đoạn 3 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại cả bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc bài. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc qua việc trả lời các câu hỏi nhé. Câu hỏi số 1 như sau. Nói tiếp câu tả cảnh mùa xuân trong công viên. A. Cỏ chấm chấm chấm. B. Đàn én chấm chấm chấm. C. Trẻ em chấm chấm chấm. Để chúng mình có thể nói tiếp được câu tả cảnh mùa xuân trong công viên, các em hãy luyện đọc lại đoạn 1 để chúng mình cùng trả lời nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ đáp án nhé. Ở ý A, chúng ta sẽ nói tiếp câu tả cảnh mùa xuân trong công viên nói về cỏ như sau. Cỏ bừng tỉnh sau giấc ngủ đông.
Tiếp tục câu thứ hai nói về đàn én. Đàn én từ phương Nam trở về. Câu 3. Trẻ em. Trẻ em chơi đùa dưới ánh mặt trời ấm áp. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau nói tiếp các câu hoàn chỉnh nói về cảnh mùa xuân trong công viên được thể hiện qua 3 câu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau trả lời tiếp câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi số 2 như sau. Vì sao cỏ non lại khóc? Để trả lời được câu hỏi 2, các em hãy bấm dừng hình, luyện đọc lại đoạn 2 nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau quan sát đáp án nhé. Cỏ non khóc vì bị các bạn nhỏ giẫm lên đấy. Các bạn nhỏ đã giẫm lên cây cỏ, làm cho cây cỏ bị gãy và không đứng thẳng lên được và bị đau, cho nên cỏ non đã khóc đấy. Chúng mình cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 3 nào. Câu hỏi số 3 như sau. Thường cỏ non, chim én đã làm gì? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy luyện đọc lại đoạn 3 để chúng mình tìm câu trả lời nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ kết quả nhé. Thường cỏ non, chim én đã gọi thêm nhiều bạn ra sức đi tìm cỏ khô, tết thành dòng chữ, không dẫm chân lên cỏ và đặt cành bãi cỏ để bảo vệ cỏ non. Như vậy, chim én đã rất thương cỏ non và đã nhờ những bạn bè của mình đến giúp cỏ non đấy. Tiếp tục câu hỏi số 4 như sau. Thay lời chim én, nói lời nhắn nhủ tới các bạn nhỏ. Đây là một câu hỏi mở. Các em có thể đóng vai mình thay lời chim én để nhắn nhủ tới các bạn nhỏ một thông điệp về bảo vệ môi trường và không dẫm chân lên cỏ đấy. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Mời các em quay trở lại màn hình nào. Cô giáo đưa ra một số lời thay cho chim én để nói lời nhắn nhủ tới các bạn như sau. Các bạn ơi, không được dẫm lên cỏ. Hoặc câu như sau. Các cậu ơi, chúng ta không nên dẫm lên cỏ. Như vậy, chúng mình có thể nói nhiều lời nhắn nhủ khác tới các bạn nhỏ. Không nên dẫm cây, dẫm chân lên cây cỏ đấy các em. Và qua bài đọc này, muốn nhắc nhở với chúng ta một điều rằng mọi cây cối đều có ích đối với con người chúng ta. Dù là cây cỏ nhỏ, nhưng cũng đem lại cho chúng ta sự xanh tươi và màu sắc rất đẹp và làm cho công viên ngày càng đẹp hơn. Do đó, chúng ta cần phải biết bảo vệ môi trường và không nên dẫm chân lên cỏ các em nhé. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau trả lời các câu hỏi về nội dung của bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài nào. Các em nghe cô đọc lại bài nhé. Lần này các em hãy cố gắng luyện đọc diễn cảm cả toàn bài và lưu ý khi đọc chúng ta đọc lời dẫn của người dẫn chuyện khác và lời của cỏ non và én nâu khác các em nhé. Bây giờ các em chú ý lắng nghe cô giáo đọc và đọc thầm theo cô. Cỏ non cười rồi, mùa xuân đã đến. Cỏ trong công viên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Từng đàn én từ phương Nam trở về. Trẻ em chơi đùa dưới ánh mặt trời ấm áp. Một hôm, chị én nâu đang sửa soạn đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít. Lần theo tiếng khóc, én nâu tìm đến công viên nhỏ. Thấy một cây cỏ non đang khóc. Én nâu hỏi, em bị ốm à? Cỏ non khóc nấc lên. Chị ơi, em không đứng thẳng được nữa. Các bạn nhỏ đã đến đây chơi đùa và giẫm lên em.
Én Nâu lặng đi một phút, rồi bỗng reo lên. Đừng khóc nữa, chị sẽ giúp em. Thế rồi, Én Nâu gọi thêm rất nhiều bạn của mình. Suốt đêm, cả đàn én ra sức đi tìm cỏ khô, tết thành dòng chữ, không dẫm chân lên cỏ, đặt bên cạnh bãi cỏ. Xong việc, Én Nâu tươi cười bảo cỏ non. Từ nay én yên tâm rồi, không còn ai dẫm lên em nữa đâu. Cỏ non nhoẻn miệng cười và cảm ơn chị Én Nâu. Theo 365 chuyện kể hàng đêm. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc diễn cảm lại toàn bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc diễn cảm lại cả bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Để chúng mình có thể luyện tập tốt hơn về văn bản đọc, cô và các em sẽ cùng nhau luyện tập theo văn bản nào. Câu hỏi luyện tập thứ nhất như sau. Tìm từ ngữ cho biết tâm trạng, cảm xúc của cỏ non. Trong bài đọc có một số từ ngữ nói về tâm trạng, cảm xúc của cỏ non. Các em hãy luyện đọc lại toàn bài và tìm những từ ngữ đó nhé. Mẫu ở đây là từ khóc thút thít. Khóc thút thít là từ tả tâm trạng của cỏ non rất buồn. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ đáp án nhé. Những từ ngữ trong bài cho biết tâm trạng, cảm xúc của cỏ non là khóc thút thít, khóc nấc, nhoẻn miệng cười. Những từ này là từ ngữ cho biết tâm trạng, cảm xúc của cỏ non thay đổi. Từ chỗ khóc thút thít, khóc nấc thể hiện cảm xúc buồn, tâm trạng buồn, cho đến từ nhoẻn miệng cười là cảm xúc vui và tâm trạng vui tươi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi số 2. Đặt một câu với từ vừa tìm được. Ở yêu cầu thứ 2 này, các em sẽ lấy các từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 1 để chúng mình đặt câu với các từ đó. Mỗi một em hãy đặt cho cô giáo một câu và viết lại vào vở ô ly nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Chúng mình cùng nhau quan sát lên màn hình. Cô giáo giới thiệu một số câu. Câu thứ nhất, em bé khóc thút thít. Đây là cô giáo đặt câu với từ khóc thút thít. Em bé khóc thút thít. Từ thứ hai cô đặt đó là từ nhoẻn miệng cười. Cô đặt như sau. Cô gái nhoẻn miệng cười. Như vậy, vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau đặt câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập số 1. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.